Xin chào các bạn. Welcome back to my channel. Ok các bạn, video hôm nay như các bạn đã thấy trong tựa đề sẽ là một video swag song nha. Lý do tại sao là một video swag song thì mình có song thì mình swag thôi. Ok, không nói dông dài, nói nhiều nữa, nhảy vô video liền nha. Ngôi sao hôm nay của các clip swatch này là sản phẩm Beauty Co Korea Stay For Me Matte Glam Lip Lacquer. Với cái thiết kế siêu đơn giản và tinh tế, nhìn nó cũng khá là sang trọng và practical. Bộ sưu tập son này màu số 1 sẽ là màu Racy Red đỏ, với cái base là màu hồng để lên môi thôi. Son này chất kem khá là mềm mịn, lên môi là lên màu là rõ ràng luôn. Màu số 2 sẽ là màu Stardust. Đây là màu cam đất và đây là một màu khá là thời thượng, khá là trending hiện nay. Nó phù hợp với mọi tone da mà nó kiểu như không quá nổi bật, nên bạn vẫn có thể tự tin thể hiện được cái cá tính của mình với cái màu này. Ba là cái màu Lavish. Như các bạn thấy thì tông này không có phù hợp với làn da của Duy lắm. Duy nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn có làn da sáng hơn da Duy một chút. Và nếu mà trang điểm mắt đậm mà kiểu smoky eyes thì sẽ là siêu sexy luôn. Màu số 4 là Fuchsia Rose and màu số 5 là Lush Plum. Hai cái màu này phù hợp với trang điểm hàng ngày kiểu như vậy á. Nên các bạn kiểu như là nếu mà đi học, đi chơi hay là đi làm gì buổi sáng nhẹ nhẹ chút thì nó rất là ok luôn. Nó bền màu và nó cũng làm cho mình cảm thấy trẻ trung hơn. Ở cái clip này thì Duy đều dùng son dưỡng trước khi đánh son môi lên. Vì Duy thấy rằng nếu mà dùng son dưỡng trước thì cảm thấy nó sẽ không quá khô. Đây cũng là một điểm khá ok của cái dòng son này. Số 6 là màu Intense Sunset. Đây là màu Duy yêu thích nhất trong chính màu son này. Màu này đỏ đậm và nó có blue undertone ở dưới đó, nên khi mà dùng quá thì thấy răng rất là trắng luôn. Màu đỏ đậm này thì thôi khỏi phải nói. Hai màu tiếp theo là số 7 Fancy Rose và màu số 8 Sweet Cinnamon. Hai màu này là hai màu tone cam, nhưng mà cam có một chút là đỏ đậm ở trong. Màu số 8 thì có nhiều chất đỏ hơn là màu số 7. Duy thì Duy chưa có cái màu nào như hai màu này cả, nên Duy cảm thấy rất là hứng thú với hai cái màu mới này. Sử dụng kiểu như là siêu cá tính luôn á. Đặc điểm của cái dòng son này á là cái mùi son khá là thơm, cũng kiểu như là ngọt ngọt kẹo ngọt như là son Hàn Quốc bình thường như vậy á, nên sử dụng nó rất là dễ chịu. Cuối cùng là màu số 9, Peter Patting. Màu này cũng là màu đỏ nhưng mà kiểu như đỏ cam một chút, nên nó sẽ nhạt hơn là cái màu số 6. Màu này thì cũng rất là cool. Khi tẩy trang cũng rất là khó tẩy trang, nhưng mà có lẽ vì vậy nên nó mới lâu trôi đúng không nè, là nó giữ được rất là lâu. Và rất là ngạc nhiên khi mà sử dụng thử cái Beauty Console của Hàn Quốc này. Ok, tóm lại là như vậy. Mọi thông tin về cái sản phẩm cũng như nói chung là cái link về sản phẩm thì sẽ để ở dưới hộp thông tin bên dưới. Check it out if you want, nếu mà các bạn muốn. Duy nghĩ là video hôm nay đến đây đã là hết rồi. Bây giờ cũng trễ lắm rồi, đi ngủ luôn. Ok, Duy chúc các bạn một ngày, một đêm, một buổi tối, buổi sáng, tất cả mọi nơi mà bạn đang ở, một ngày thật là tốt đẹp, thật là vui, thật là nhiều niềm vui. Tóm lại là như vậy, hoặc là chuẩn bị đi ngủ như thì good night, sweet dreams. Cảm ơn các bạn đã xem video này rất là nhiều. Thank you so much for watching this video. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye. Video hết rồi mà bạn còn ở đây à. Nhìn nè. Trời ơi, mới tẩy trang remove cả một đống. Lần này là bye thiệt nha. Bye.